Kỹ xảo phim Hoa ngữ dạo này lạ lắm, phim của Dương Tử gây tranh cãi vì màn trích siro như đổ nước ép dưa hấu ra chén. Nhìn coi có khác gì Bình Sinh Tố Dâu không? An Lạc Chuyện của Nhật Ba mang tiếng chế tác lớn mà kỹ xảo không bằng phim cấp A. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. Loạt bộ phim của Giàn Đình Lưu nên học hỏi kỹ xảo của bảy kiếp không may. Nhìn mà học hỏi này. Mùa phim hè 2023 đã đi đến giai đoạn cuối nhưng có vẻ loạt tác phẩm lên sóng năm nay không mấy khả quan. Ngoài Trường Tương Tư của Dương Tử gây bão ra thì những bộ phim của loạt đỉnh lưu đóng chính như An Lạc Chuyện, Ngọc Quốc Giao đều là bom xịt. Tạm gác lại vấn đề hot hay không hot, khán giả xem phim dạo gần đây đang đau đầu với vấn đề mới ở các bộ phim cổ trang Hoa ngữ chiếu hè, đó là kỹ xảo. Thực tế thì vấn đề này chẳng mới, nó xảy ra với rất nhiều bộ phim truyền hình rồi, nhưng có vẻ các đạo diễn vẫn chẳng mấy để tâm, khiến phim sau kỹ xảo tệ hơn phim trước. Mà nếu là phim đầu tư thấp thì thôi không nói, đằng này kỹ xảo ba xu toàn rơi vào những bộ đầu tư lớn, cấp S ví dụ như Trường Tương Tư hay An Lạc Chuyện. Nói về An Lạc Chuyện trước, bộ này kết thúc phát sóng trong sự flop rồi, nhưng cái kỹ xảo ba xu của phim lại thoát vòng. Ai đời một bộ phim cấp S cộng, được đầu tư lớn lại có màn quay vòng vòng như trong chóng của nữ chính trên thuyền. Bay ơi, bay. Bay ơi. Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Đã thế, cảnh tượng xung quanh khi Công Tuấn, Nhiệt Ba đi trên sông cũng siêu giả chân. Không ít khán giả phải tức giận cho rằng phim cấp S có lẽ là diễn viên chứ kỹ xảo, nội dung, diễn xuất đều dưới mé mương. Không thảm như An Lạc Chuyện, Trường Tương Tư hiện đang là bộ phim hot nhất màn ảnh Hoa ngữ. Từ nội dung, diễn xuất đến tạo hình, bộ phim đều nhận được lời khen của khán giả. Ban đầu thì phim có kỹ xảo ổn lắm, nhưng đến gần đây trong phân cảnh rừng mai thì đúng là diễn viên gánh còng lưng. Đạo diễn của Trường Tương Tư là người bị khán giả lôi lên mắng đầu tiên khi các cảnh rừng mai lộn xộn, khiến phân đoạn vốn rất bi thương thành ra khó hiểu. Kỹ xảo cũng góp phần tạo nên một tràng cười cho người xem giữa lúc đang khóc thương tiểu yêu. Ai đời mà trích siro từ tim lại như đổ nước ép dưa hấu ra chén. Phải chăng đạo diễn thấy phim ngược quá, muốn làm điều gì đó để chữa lành tâm hồn cho người xem? Trời ơi, một nồi. Mà nói đi cũng phải nói lại, ở Trường Tương Tư có khá nhiều phân đoạn kỹ xảo đẹp mắt, đặc biệt là giai đoạn đầu phim. Nhưng càng về sau lại càng dở, đặc biệt là cảnh dính tới nước. Có lẽ do không hợp phong thủy, hoặc đoàn phim hết tiền nên đành vậy. So về kỹ xảo và kỹ thuật quay, các cảnh của đạo diễn ở hai bộ phim cấp S do đỉnh lưu đóng, nhiều người cho rằng bảy kiếp không may xứng đáng được khen ngợi. Dù bộ phim này không có đỉnh lưu, cũng không có mức đầu tư khủng như An Lạc Chuyện hay Trường Tương Tư, song kỹ xảo lại rất đẹp mắt. Đặc biệt, riêng phần kỹ xảo ở phân đoạn nam nữ chính hóa heo hổ đã thu hút lượng người xem lớn, giúp bộ phim gây được ấn tượng đẹp ngay trong ngày đầu ra mắt. Đạo diễn của bộ phim này cũng rất có tâm khi biết lựa chọn cách cảnh sao cho che được khuyết điểm diễn xuất của Dương Siêu Việt.